anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian. Trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai. Hiểu toán gì? Thì giai tiền của ba làm ăn đó. Thôi, tôi không có làm đâu. Tôi nói láo không có quen. Với lại tiền của ba muốn làm gì ba làm. Với lại tôi thấy con Ly á, không phải là hạng người xấu như bà nghĩ đâu. Ừ, thì vậy đi. Tới lúc xảy ra chuyện á, ông á mà đưa tiền cho ổng á là chết với tôi nha. Mấy bữa nay á, ông thấy mình tập đi vậy, thấy nó cũng khỏe. Ngồi xuống đây nghỉ nha ngoài. Ngoại, ngoại tiến bộ nhanh ghê á. Mới đây á mà ngoại chống nạn đi được rồi. Cũng nhờ con á chịu khó tập với ông. Con nghĩ á không bao lâu nữa ngoại bỏ luôn nạn đi được đó. Thoát được cái xe lăn á là mừng lắm rồi. Ông khỏe rồi, nên ra ngoài giao tiếp với mọi người để cho cuộc sống trở nên vui vẻ một chút. Ông ở đây làm gì có bạn bè mà giao tiếp. Bạn mình phải tìm, chứ đâu tự có được ngoại. Có những ông bà lão 60-70 tuổi, họ thành lập những câu lạc bộ, thường xuyên gặp nhau tập thể dục, khiêu vũ, trò chuyện rất thú vị đó ngoại. Được rồi, để con đưa ngoại đi tham gia nha. Ai thèm làm bạn với người quặt quẹo như ông. Ông có duyên lắm nha. Còn quặt quẹo hả? Từ từ hết. Được rồi, để mai tôi cho người chở qua. Số lượng cũng vậy phải không? Anh có sao không vậy? Xin lỗi anh, lỗi tại tôi. Tại tôi chạy xe tay ga không quen. Anh có sao không? Tôi sẽ chịu mọi phí tổn. Không sao. Cũng lỗi tại tôi mà. Tại mấy thằng lưu manh tính giật cái điện thoại đó. Nhưng mà cô á cũng phải chạy xe cẩn thận. Rủ mà xảy ra tai nạn á thì có hại cho mình mà hại cho người khác nữa. Thấy không? Tại tôi ham vui, bày đặt tập xe tay ga. À,
đây là số điện thoại và địa chỉ tôi đang ở. Có vấn đề gì anh hãy gọi cho tôi. Tôi tên là Trúc. À, cô Trúc chứ không phải Thảo hả? Thảo hả? Tất nhiên là không phải. Chào anh. Chào cô. Tìm tới ổ con hồ ly tinh đó hả? Tính cho nó một trận hả? Ừ, quýnh đi. Tôi ghét nhất là cái thứ giật chồng người ta đó. Cái gì? Muốn tôi đi với bà hả? Ừ, cũng được. Tôi muốn biết mặt mày con quỷ đó nó như thế nào. Ờ, nhưng mà đánh thôi đó nha. Đừng có tạt axit đó. Thì tôi cũng có chút kiến thức pháp luật chứ bộ. Vậy ha, chừng nào đi nhớ hú tôi nha. Ừ, rồi. Chồng người ta ngoại tình là mình đã thấy ghét rồi. Thí dụ chồng mình thì sao ta? Trời ơi, chắc mình giết ổng luôn quá. Đây là số điện thoại và địa chỉ tôi đang ở. Có vấn đề gì anh hãy gọi cho tôi. Giống y như Thảo. Nhưng mà Thảo đâu có chị em. Alo. The uniform you wear, the globe and anchor emblem that you have earned, make the difference between freedom. Kiếm đâu ra bộ phim này vậy Quỳnh? Trong cửa hàng băng đĩa đó ngoại. Ông chủ tiệm phải lục tung lên luôn mới có đó. Ngoại. Phim hay quá ha ngoại ha. Còn mê cái ông này lắm nè. Ổng nam tính mạnh mẽ quá à. Em thích mẫu đàn ông như vậy hả Quỳnh? Để yêu thôi chứ không lấy làm chồng đâu. Tại sao vậy? Quá đào hoa sẽ không thiếu đàn bà bám theo. Mà em á, em ghen lắm. Em ghét sự phản bội. Chứ cái kiểu đàn ông nào con mới lấy làm chồng. Hiền lành, chân thật, hết lòng yêu con, luôn chung thủy với con. Bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần đẹp trai hay giàu có. Ủa, má chờ con hả má? Tao chờ mày để tính sổ từ sáng tới giờ nè. Má làm gì má khoái nhéo tan quá vậy? Mà có chuyện gì vậy? Hồi sáng dám binh con bé Ly chống lại má hả? Thì ra là chuyện đó. Con nói rồi, có phim hay cho má coi mà. Phim gì? Đứa con bất hiếu hả? Con có ý con nói như vậy á để cho con Ly nó nghe. Con suy nghĩ quá, chắc bị điên rồi đó. Nó điếc làm sao mà nghe. Con nghi là nó chỉ giả điếc mà thôi. Gì? Thiệt không? Thiệt.
anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương biển sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Lúc đó không để ý, bây giờ nhớ lại mới thấy khả nghi. Nếu nó điếc thì làm sao nó nghe nhạc trong tivi, làm sao nó nghe được tiếng con nói mà giả bộ quét nhà? Có thể nó chỉ coi hình rồi sao, rồi tình cờ nó quét nhà lúc con vừa nói. Má ơi, cẩn thận vẫn hơn. Hãy cho nó nghe những gì nó muốn nghe. Làm gì vậy? Hả? Mày ngồi mày nhìn tao thấy ghê quá. Mày muốn gì mày nói luôn đi. Con hỏi thiệt ba, nhưng ba phải trả lời thành thật. Thành thật mà chuyện gì? Ngoài Thảo ra, ba còn đứa con riêng nào không? Mày nhắc lại thử một câu nữa đi. Mày nhắc lại thêm một lần nữa đi. Tao nhảy xuống cho mày coi nè. Ba làm cái gì vậy? Con chỉ cần ba trả lời thôi. Có hay không? Mày làm rể tao bao nhiêu năm nay? Mày biết tao là một thằng đàn ông chính chuyên mà. Tại sao mày hỏi câu đó vậy? Mày biết hỏi câu đó là mày xỉ vảo vào mặt ba mày. Kỳ vậy ta? Tại sao có người giống như vậy? Chuyện gì? Mày lại mềm chuyện gì? Có một người giống y như vợ con Thảo đó. Thiệt không? Thiệt mà. Anh tặng em. Không cần phải cảm ơn. Anh chỉ muốn em vui. Em yên tâm, anh chỉ quan tâm em thôi. Anh thương em thật lòng. Chúc lên phòng anh. Có chuyện này hay lắm nha. Nhớ nha.
Con không nói giỡn với bà chứ. Con có biết nói giỡn đâu. Bà nhìn mặt con nè, thấy thành thật không? Thấy cổ còn hết hồn. Ba không có con rơi, con riêng. Vậy chứ ba có anh chị em nào có con không? Ba có một người em trai, nhưng mà nó đi Mỹ mấy chục năm nay rồi. Nghe nói nó có hai đứa con, đứa trai đứa gái. Nó tên gì ba? Tên của em ba còn không nhớ. Tên của con nó làm sao ba nhớ? Mấy chục năm không gặp. Giống lắm hả con? Dạ giống lắm. Mà sao con gặp được nó? Cô chạy xe đụng con. Cô có cho con số điện thoại, số nhà nữa. Bà muốn gặp cô ta. Em biết rồi thì sẽ thích vô cùng. Đừng có ngại. Ai khờ khạo cũng làm được mà. Đó đó, thấy chưa? Nhẹ nhàng thôi. Ừ, đúng rồi. Em dám. Cái gì mà anh xông vô thấy ghê vậy anh Huy? Em có sao cô Ly? Em đừng có phá Ly nữa. Em có phá gì đâu mà phá. Em đang dạy Ly vi tính mà. Dạy vi tính hả? Tính dạy em vi tính đúng không? Tính. Anh xin lỗi. Anh tưởng cái gì? Em thấy anh và ông ngoại cứ bám theo Quỳnh, bỏ rơi Ly, nên em quan tâm cổ thôi. Anh Thôi bây giờ anh có thể đi ra được không? Để tụi em tiếp tục đi. Tính, anh có chuyện muốn nói riêng với em nè. Tính. Thôi đi đi. Tính. Đi. Tính. Tính. Mình tiếp tục đi em. Ngồi xuống. Giờ em khởi động máy lại đi. Bấm vô đây. Cái gì vậy? Ông làm gì như cá chiên trở qua trở lại hoài vậy? Trời ơi, tôi khó ngủ trở mình cũng không được nữa sao? Dĩ nhiên là không. Cái kiểu trăn trở như vậy là làm chuyện có lỗi với tôi nè. Nên lương tâm cắn rứt. Bà mà không đi làm biên kịch đó thật là uổng đó. Ông nhìn thẳng vô mắt tôi nè. Nếu như mà ông chớp mắt trước, có nghĩa là tôi nói đúng. Còn nếu như bà chớp trước thì sao? Bà cười cái gì? Thì càng nguy hiểm hơn. Ông nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nên tôi mới sợ mà chớp mắt trước. Nói kiểu gì á, tôi cũng là người có tội hết trơn. Thôi được rồi, tôi nằm đây nè. Bà muốn trừng trị thì sao bà trừng trị đi. Thiệt không đó? Trời đất ơi, tôi nghe giọng cười của bà tôi ớn lạnh quá bà ơi. Chúc ngủ ngon nha. Bữa nay trời nắng đẹp, đi thoải mái. Lần đầu tiên đó nghe không? Ngoại, mình ngồi đây nghỉ nha ngoại. Tới gốc cây kia đi. Dạ.
Ông ngoại thấy vui không? Vui. Ông ngoại, ông ngoại nhìn ông cụ đang búa kiếm đằng kia vẫn còn mạnh mẽ ghê chưa? Ngoại, mấy cụ bà bên đó còn đùa giỡn như con gái nữa. Ông đúng là lạc hậu. Nhiều tuổi không phải là già, mà là thanh niên sống lâu năm. Cha mày. Ngoại, ngoại ngồi đây nghỉ một chút nha, con đi mua sữa đậu nành, uống tốt lắm. Ừ, cũng được. Dạ. Ừ. Xin lỗi, tôi ngồi ở đây ông không phiền chứ? Không, mời bà. Dạ, cảm ơn ông. Tại nhiều người chỉ thích ngồi một mình mà. Ai mà muốn ngồi một mình đâu, ngoại trừ người ta có tâm sự buồn. Tôi thấy ông lạ, chắc ít ra đây hả? Sáng nay mới ra lần đầu. Tôi bị tai biến, rồi mới tập đi được. 5 năm trước tôi cũng bị tai biến. Đó, bây giờ ông thấy nè, tôi gần như bình thường rồi đây nè. Cái bệnh này á, mà tinh thần lạc quan á, là mau khỏi lắm đó. Tôi cũng mong vậy. Ủa, mà ông đi ra đây với ai? Đi với con cháu. Nó đi mua sữa rồi. Nhà ông đông con cháu không? Con đứa cháu ngoại. Còn tôi thì đông con cháu lắm. Nhưng mà chẳng có đứa nào nó quan tâm tới mình bằng công việc của nó. Sáng nào tôi cũng ra đây, quanh quẩn ở đây nè. Tới nắng lên tôi mới về. Mai ông có ra đây không? Ra. Mai tôi ra. Nếu bà ra. Vậy mai tôi chờ ông ở đây ha. Mà ra làm chi ta? Cho nó vui mà. Nè Huy. Dạ, con cảm ơn dì. Nè nè, nước tương nè con. Dạ. Vậy được chưa bà? Ủa, bộ ông ngoại còn ngủ hả con? Dạ, từ sáng sớm Quỳnh đưa ông ngoại ra công viên tập thể dục rồi ba. Tốt. Mới đi lại được chút đỉnh, vậy mà đã tung tăng rồi. Để cho ba ra ngoài thay đổi không khí một chút. Ở trong nhà hoài không chịu gì nói. Bộ già không biết buồn sao? Tại em lo cho ba ra ngoài gió mái xe cộ. Lỡ có chuyện gì, đừng có đổ thừa em không quan tâm nha. Dì ơi, đã có Quỳnh lo cho ông ngoại thì không có vấn đề gì đâu dì. Cái này là con nói đó nha. Anh nghe nó nói đó. Alo. Tôi nè. Cái gì? Hôm nay đánh ghen nhỏ đó hả? Trời ơi, được đó. Đi chứ, ngu sống đi. Mới nghe, máu tôi nó đã chạy rần rần rồi. Rồi, lát gặp ha. Rồi. Nắng lên cao rồi kìa. Tôi về nghe.
nắng cũng lên cao rồi. Thôi bà về đi. Ủa, mà bà về bằng cái gì? Tôi đi bộ, nhà tôi gần đây nè. Dạ, chào bà. Ông. Cháu gái tôi. Mai cháu đưa ông ra đây ha. Dạ, sáng mai tại chỗ này. Cảm ơn. Dạ. Tôi về ha. Dạ. Về nha. Chào bà. Ngoại. 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 Cái gì? Ghê nha. Mới ra ngày đầu tiên mà đã có người hẹn hò nha. Tầm bậy. Tại sắc đẹp ông mày quyến rũ. Nói chứ hoàn cảnh của cụ bà đó cũng đáng thương lắm. Người già dễ đồng cảm. Thôi mình đi về. Nắng lên cao rồi. Nắng lên cao á là phải về. Ngoại. Ngoại. Lối này. Đánh thiệt đó hả? Đánh cho nó bộp đầu nó luôn. Để coi chả dám mình nữa không. Thôi thôi, tôi nghĩ đừng có nên đánh. Bắt gặp họ thì cũng phải từ từ. Mình nói phải trái. Chứ còn nếu mà nó biết phải trái thì đâu có làm bậy bạ vậy. Bắt tại trận là phải đánh cảnh cáo. Nhưng không có nhưng. Bà có phải bạn tôi không vậy? Tôi kêu bà đến đây để đi quýt phụ, chứ đâu có phải để bằng lùi. Nè, chồng bà ngoại tình đem tiền đi nuôi gái thúi, bà có tức không? Tại vì bà Lan bả bây giờ bà mới đánh, chứ tôi đánh từ trong trứng nước đánh ra rồi. Bà sợ thì bà đi về đi. Bà đi về đi. Nè, tôi sợ á là hai bà xảy ra chuyện thôi. Lỡ tay mà đánh người ta thương tích lỡ tù á. Cái gì mà ở tù? Nó giật chồng tôi thì tôi quýt cho phải đạo. Ai dám bắt tôi thí mạng nè. Trời dữ quá. Anh, anh thích sợi dây chuyền đó quá. Được rồi, để từ từ anh mua cho em mà. Anh hứa rồi đó nha. Rồi anh hứa. Nó kìa, nó kìa. Nó tới rồi. Đâu? Rồi, rồi, nó tới rồi. Em ơi. Ê, thôi. Thôi mà. Buông ra coi. Trời, thôi. Buông ra coi. Buông ra. Chạy đi em. Buông ra. Tôi đi. Buông chung vậy. Trời ơi, chết người ta đó. Tôi đi. Buông đi em. Buông đi. Trời ơi. Chết luôn. Lại mấy bà mà. Trời ơi. Buông ra đi. Buông ra đi mà. Buông tôi đi. Thôi. Chạy đi. Ông mày hát thôi mà. Buông ra nữa mà. Chạy đi em. Còn đó. Trời ơi. Bà. Cứ là mày. Bỏ qua đi. Chạy đi. Buông ra đi. Ôi, vô bỏ ra đi. Đánh nữa. Đánh nữa. Đánh nữa. Đánh nữa. Mai ha, anh phải dậy sớm đi với em và ngoại. Ngoại làm việc của ngoại, mình làm việc của mình. Vậy việc của hai đứa con là cái gì? Là canh chừng ông, đừng có làm cái gì cho trái tim của cụ bà bị tan vỡ. Con này, đôi bậy không. Ngoại, ra công viên tập thể dục cũng tốt. Ở đó vừa đông vui, vừa náo nhiệt hơn. À, Quỳnh nè, anh có nói với ông chủ phòng trà rồi đó. Hôm nào em rảnh á, thì tới đó hát thử. Trời, em nói chơi mà anh làm thiệt hả? Thôi,
Em không muốn làm mất khách ở phòng trà đâu. Mất công anh liên lụy đó. Em quá khiêm tốn rồi đó. Anh thấy em... Ông làm gì hầm hầm vậy? Dạ chào ba. Hai đứa nó có chuyện gì vậy? Ngoại, ba và dì con có chuyện gì vậy ngoại? Ai biết. Không lẽ hai đứa nó quýnh nhau? Không phải. Không lẽ cũng không phải. Ba của mày đâu có liều mạng dữ vậy. Thiệt là quyền bí quá. Bà soi gương đi, bà coi bà giống cái thứ gì. Cái nằm trên cổ bà đó là cái đầu đó. Bà muốn làm bậy á, phải dùng cái đầu suy nghĩ chút xíu. Thôi đủ rồi nha. Không phải tới bảo lãnh tôi về rồi lên mặt dạy dỗ đâu. Tôi làm sao mà đủ bản lĩnh vậy bà? Tôi chỉ năn nỉ bà thôi. Nếu không chính từ miệng anh công an nói ra, tôi cũng không ngờ là bà lại đi đánh ghen. Mà đánh ghen giùm bạn mới ghê. Bạn mình nhờ, không lẽ mình không giúp? Đánh người là phạm pháp đó. Nhưng đánh ghen thì được. Được. Vậy tôi hỏi bà, tại sao công an bắt với bà về phường? Họ bắt tôi về tội gây rối trật tự công cộng thôi, chứ đâu phải đánh ghen đâu. Bà, cũng may là người ta không sao đó. Nếu người ta bị thương tích gì nặng đó hả, thì bà chắc chắn phải ra đi hầu tòa đó. Chì, nó dám hả? Tôi đánh nó nữa đó. Trời đất ơi. Ừ, đánh đi. Bà đánh đi. Rồi lần sau tôi để bà ở trống cho bà nằm mà suy nghĩ. Không ngờ bà đẹp mà lại hung dữ như vậy. Đánh người ta xỉu luôn. Ông nhìn gì? Tôi là vậy đó. Có ân thì báo, có oán thì trả. Chị em gặp nạn, phải ra tay cứu giúp chứ. 20 năm rồi mà bà vẫn còn giọng điệu giang hồ đó. Bà không thể nào thay đổi để làm được người lương thiện hay sao? Ông nói cái gì? Thì ra, trong lòng ông vẫn khinh thường tôi phải không? Tôi khinh bà hồi nào? Thôi mà, tôi đâu có khinh thường bà đâu. Ông vừa nói tôi giọng lưỡi giang hồ đó, không thể làm người lương thiện đó. Tại tôi khuyên bà thôi. Nếu tôi khinh bà thì đâu có sống với bà suốt 20 năm. Tôi là vậy đó. Không có màu mè giả tạo gì hết đó. Sống theo bản năng mà. Chồng của bạn tôi ngoại tình, tôi đánh kiểu đó đó. Nếu mà là ông á hả, một nhát dao tuyệt nọc thôi, tôi mà không xài, không ai xài được hết đó. Mà cũng có xài được đâu. Ông làm gì vậy? Đưa đây. Tôi sợ bị tuyệt nọc lắm. Ông đòi ly dị với tôi. Ông nói tôi hung dữ quá, đánh ghen làm mất mặt ổng. Đánh ghen mà nói hung dữ gì? Ngoại tình mà sợ mất mặt hả? Dứt khoát không có ly dị nghe không? Nhưng trời ơi, ông bỏ đi rồi. Bây giờ tôi mất chồng, còn con tôi thì mất cha. Bà nhìn coi, bộ dạng của bà kìa. Tôi mà là chồng bà, tôi cũng bỏ bà đi nữa. Lôi thôi lết thết, xấu ơi là xấu vậy. Ổng bỏ bà phải sửa soạn cho đẹp lên chứ. Ổng nhìn bà, ổng mới ân hận.
ly dị thì bà phải đòi hết tài sản. Ổng ra đi trắng tay, thế nào con kia cũng bỏ, cuối cùng cũng quỳ dưới chân bà xin lỗi thôi. Thiệt không? Thiệt sao không thiệt? Mấy cái con vợ bé làm gì mà yêu thương, chỉ yêu tiền thôi. Như tôi như bà là sao? Thì nếu tôi làm bé, tôi cũng nghĩ vậy đó. Còn nữa, nên nhớ là không được nhịn. Ổng cạn tàu thì mình phải ráo máng nghe không? Nhưng tôi còn thương ổng, mà ổng cũng thương mấy đứa con. Hay là tôi chấp nhận cho ổng đi với con kia? Trời ơi, cái bà này. Thôi đừng có đập, tức quá mà. Bà còn lòng tự trọng không? Nói tóm lại, tiền là đầu mối, là cơ hội cho mấy ông chồng phạm tội. Mình phải thâu tóm hết tài sản ở trong tay thì mấy ổng mới không có cơ hội để làm. Thâu tóm là thâu tóm thế nào đây? Lại đây, làm gì nè? Nè, uống nước đi. Cậu ba đâu? Đó, đó, từ từ thôi. Ăn uống nhanh chút cũng bị sạc. Ừ, uống nữa không? Thôi tôi đem bỏ ngang. Ờ, chắc thôi. Đưa đây. Cái chân bà bị sao vậy? Hôm qua tôi vô bồn tắm tôi bị trợt té. Còn cái tay bà? Tôi té, tay tôi quơ cho cái bồng cầu. Cái gì? Sao quơ trúng mà tới hai tay nó đều nhau vậy? Cái vết bầm này giống như ai cầm tay bà mà bóp mạnh vậy. Ai dám bóp tay tôi? Tôi té mà. Ủa, mà con nhỏ cháu không, nó đi đâu rồi? Chắc nó còn đang chạy bộ á. Ông có phước ghê, có con nhỏ cháu nó yêu thương chăm sóc ông như vậy. Thì trong cái bất hạnh cũng có chút an ủi. Con gái tôi mất sớm, nhưng được cái con rể nó vẫn hiếu thảo với tôi. Con thằng cháu ngoại nó bị mù, nhưng mà nó vẫn sống lạc quan. Nó là một người hữu dụng, nó thương tôi lắm. Còn bà có mấy đứa con? 4 đứa, trai gái đủ hết. Đứa nào có địa vị, chức tước giàu sang. Vậy là bà ngồi yên hưởng phước rồi. Ai cũng nói vậy. Thank you.
Em ơi, đừng tuyệt vọng.